biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay cho mọi người thấy chất lượng sản phẩm của tập đoàn Stevie có khả năng thanh lọc độc tố ở cấp độ tế bào, và trong thời gian qua mình đã sử dụng cho một số căn bệnh mãn tính để phục hồi sức khỏe và sử dụng để phòng bệnh ung thư cũng như là bệnh nấm ngứa, ngoài ra cho rất nhiều bệnh nhân và đã có sức khỏe rất là tốt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về sản phẩm này bằng một cái thí nghiệm về khả năng thải độc tố của ba cốc nước này. Mình sẽ đại diện cho máu của chúng ta là máu sạch và chưa bị nhiễm độc, sẽ sử dụng một loại cồn povidone này là độc bảng A. Mình sẽ thay cho cái độc tố mà trong máu của chúng ta thì bị nhiễm độc. Và dân gian thì có rất nhiều phương pháp thải độc tố, và khi mà thức dậy thì mọi người sẽ uống một cốc nước chanh với mật ong. Mình sẽ sử dụng đầu tiên sẽ là phương pháp giải thải độc tố bằng chanh. Một quả chanh để thải độc vào buổi sáng. Chúng ta so sánh hai cốc mà một cốc chưa thải độc và một cốc được thải độc thì tỷ lệ khoảng 8/10. Mình sẽ dùng một viên formalamon để thải độc. Bên này mình chỉ lấy 1/4 viên. Các bạn sẽ thấy độ thân cái khả năng vô cùng tuyệt vời. Đây là cốc mà đã bị nhiễm độc và chưa được thải độc tố, và đây là máu nhiễm độc và đã được thải độc bằng chanh. Chúng ta so sánh và phần máu sạch của chúng ta đã được thải độc tố bằng formalamon sang hai cốc này. Chúng ta thấy không ạ? Quá tuyệt vời không? Rất là nhiều bệnh nhân nghĩ rằng khi mà đã thải độc tố mà như thế này thì đôi khi chúng ta ăn một số cái thực phẩm khác thì biết đâu thì sản phẩm này sẽ được trung hòa tất cả những cái chất dinh dưỡng ở trong thức ăn của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm, đây là diệp lục. Mình sẽ lấy một diệp lục là tinh chất của cây xanh, cũng giống như là máu của máu sạch của chúng ta đấy. Cho một chút viên formula 4 này và xem là có ảnh hưởng gì đến những cái chất dinh dưỡng sạch trong cơ thể chúng ta không. Mình sẽ cho một lượng nhiều luôn, và thậm chí mình sẽ cho hết chỗ này để chút nữa mình có thể sử dụng để mình uống luôn cái cốc này. Ta thấy rằng không ảnh hưởng gì đến chất dinh dưỡng của chúng ta, có nghĩa là nó chỉ thải độc dinh dưỡng hoặc các vitamin và khoáng chất mà không để ảnh hưởng. Mình có thể uống một cốc này. Mà diệp lục thì mình đã sử dụng rất là lâu, nhưng mà cái khả năng thải độc tố của diệp lục thì không thể so sánh với sản phẩm của Siri trên thị trường. Giá là hơn 500.000 một lọ diệp lục này, không hề rẻ. Đây cũng là một tập đoàn rất là lớn của Mỹ, mình đang sử dụng cho rất nhiều khách hàng cái sản phẩm Formula 4 này, cho thì mình đã có những kết quả rất là tốt. Ví dụ như bản thân mình thời gian đầu thì mình muốn đào thải tất cả những độc tố trong cơ thể mình ra để phòng ung thư, bởi vì trong nhiều năm mình chưa thải được cái những chất này thì mình sẽ thải ở cái liều cao, và mình đã dùng một ngày từ 6-8 viên. Và vô tình rằng trong vòng của mình bị rất là lâu năm, khoảng 3-4 năm gì đó thì lấm bàn chân mình và thì viêm da bàn chân, và rất là nhiều cái mụn ở vùng bàn chân này. Mình là những cái mụn ngứa dạng nước, thì mỗi lần đi thì ngứa rất là nhiều và mình phải lặn lấy kim chọc da lặn ra, sau đó bôi kem đan. Mình đã sử dụng thuốc nấm dạng bôi dạng uống và sử dụng thuốc bổ gan để thanh lọc cơ thể, nhưng mà kết quả không được như mong muốn, mình vẫn bị cái căn bệnh này kéo dài. Sau khi sử dụng hơn 1 tháng sản phẩm Pharma 4 này thì mình mới chỉ là chấm dứt. Còn bản thân anh chồng nhà mình thì anh em đang bị căn bệnh nấm ở vùng bàn chân này, thường bong chóc ở bàn chân này trong vòng khoảng 15 năm, và trong cái thời gian gần đây thì anh ngoài ra còn bị ngứa ở toàn thân, thì đi kiểm tra chức năng gan là hoàn toàn rất là bình thường, và anh ấy đã đến bệnh viện Phong Hoàng Tiến để lấy thuốc về. Thực sự là cũng không giải quyết được căn bệnh và đi ngứa toàn thân, thì anh có giảm đi cái lấm thì vẫn còn. Và đến vừa rồi thì là khi mà mình sử dụng chương trình xương khớp cho anh, và trong đó thì có sản phẩm bộ ba thanh lọc cấp tế bào của công ty để sản phẩm này để đào thải cũng độc tố ở cấp tế bào, thì là anh ấy sử dụng cái bộ này và kết hợp với một số sản phẩm của xương khớp. Thì trong vòng tháng đầu tiên thì anh ấy gặp bình và anh ấy thấy cái lấm ở bàn chân của anh ấy không còn, là mình tiếp tục dùng cho anh ấy một lần, thì là bệnh lấm ở bàn chân và bệnh xương khớp của anh ấy đều không còn cái dấu hiệu của bệnh nào vẫn đang dùng sản phẩm. Và mình đã sử dụng cho một cái bệnh nhân chính là trình dược của nhà mình, thì bạn thì nấm tai từ năm 2014. Khi bạn ấy sử dụng sản phẩm Formula 4 này để dùng cho tăng cường miễn dịch trong trường hợp bạn viêm họng thì sử dụng, và bạn ấy đã sử dụng để phòng ung thư nữa, thì kết hợp thì bạn cũng đã khỏi hoàn toàn nấm tai và trong vòng có 1 tháng thôi. Với một bệnh nhân rất là nhiều bệnh mãn tính, bạn này thì khoảng 3-4 bệnh, bạn ấy bị tiền đình, lấm bàn chân và bệnh dạ dày, rồi bệnh xoang,
bạn ấy đã bị bệnh xoang nữa, thì bạn ấy trong thời gian đấy là bạn ấy sử dụng thêm sản phẩm Formula 4 để đào thải độc tố cho cái căn bệnh này, thì bạn ấy đã khỏi hoàn toàn cái lấm bàn chân. Khi sau một tháng bạn đã chia sẻ với mình là cái lấm bàn chân của bạn đã hoàn toàn biến mất, và đến bây giờ thì bạn đang sử dụng trong phục hồi các bệnh mãn tính của bạn ấy. Và đến bây giờ thì mình có thể là khẳng định rằng sản phẩm này thực sự rất hiệu quả. Thì hôm nay mình làm cái thí nghiệm này, các bạn nhìn qua cũng có thể biết là cái khả năng thanh lọc cung cấp tế bào của sản phẩm như thế nào. Và chúng ta đang sống thì hàng ngày chúng ta ăn nhiều độc tố vì các dư lượng chất bảo quản thuốc trừ sâu ở trong thực phẩm ăn uống của chúng ta rất là nhiều. Thứ hai là nguồn nước của chúng ta và nguồn không khí của chúng ta cũng đều bị ô nhiễm, do vậy mà chúng ta thường xuyên dung nạp những cái lượng độc tố vào trong cơ thể. Do vậy để lâu dài nhiên là các tế bào sẽ bị nhiễm độc, và khi tế bào nhiễm độc thì tế bào sẽ không được nuôi dưỡng mà bị oxy hóa, hình thành những các gốc tự do. Và khi tế bào đã được chuyển thành các gốc tự do thì đương nhiên tế bào không còn có khả năng để đảm bảo được những chức năng vốn có của nó, và dẫn đến là chúng ta bị các bệnh mãn tính, thậm chí là chúng ta có thể bị các bệnh khối u và ung thư. Do vậy mà khi sử dụng cái sản phẩm Formula và một số sản phẩm thanh lọc khác, và chúng ta thanh lọc được thì cơ thể chúng ta luôn luôn sạch, thì tế bào chúng ta sẽ được khỏe mạnh và sẽ duy trì được tất cả những hoạt động tự nhiên vốn có của cơ thể, và sẽ hạn chế tối đa được những vấn đề nhiễm bệnh, và thậm chí có thể trẻ hóa được làn da, được tuổi tác. Kinh nghiệm trong 9 năm làm nhà thuốc thì mình cảm thấy rằng là khi bệnh thường mọi người sẽ có tâm lý là tìm đến thuốc là chữa bệnh, nhưng mà thực sự là thuốc chỉ giải quyết được những căn bệnh cấp tính, và đã là đi vào mãn tính thì các bạn phải nên tìm các phương pháp khác để các bạn phục hồi sức khỏe của mình. Không nên quá lạm dụng thuốc, bởi vì khi chúng ta lạm dụng thuốc thì thường là chúng ta sẽ gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa, và khi rối loạn chuyển hóa thì khả năng hấp thu và khả năng đào thải độc tố của chúng ta cũng đều bị ảnh hưởng, và dẫn đến chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Đa số khi mà chúng ta dùng thuốc kéo dài, chúng ta đều làm cái tình trạng bệnh chúng ta nặng hơn chứ không mấy khi nào nhẹ đi cả. Do vậy đã mãn tính được, công an ta lên thử sử dụng các cái phương pháp khác, và đặc biệt là bây giờ một phương pháp mới đó là phương pháp dinh dưỡng học, là sử dụng thực phẩm chức năng để có thể phòng bệnh và cũng để phục hồi bệnh. Thì các bạn nên nghiên cứu đến cái phương pháp này cho bản thân cũng như cho gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Và hiện tại bây giờ mình đang sử dụng một số sản phẩm để phòng bệnh cho mọi người được sử dụng. Ví dụ như bạn có điều kiện thì bạn có thể sử dụng 3 sản phẩm này liên tục trong tháng thì rất là tốt, để có thể đào thải độc tố và thậm chí là có thể trẻ hóa lại tế bào chúng ta. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể với sản phẩm chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng một sản phẩm đơn lẻ, và với cái sản phẩm Formula 4 này 423.000 thì các bạn sử dụng từ 2 cho đến 4 tháng, mỗi ngày chúng ta dùng từ 1 đến 2 viên, một lọ là 120 viên, cũng giá cũng mình nghĩ là cũng có thể sử dụng được, do cả người giàu và người nghèo chúng ta cũng không quá khó để sử dụng sản phẩm này. Còn đối với những bệnh nhân có thể không thích sản phẩm đó thì chúng ta có thể chọn sản phẩm có 3 thanh lọc cấp tế bào này, thì có 3 lọ ở bên trong, có 3 lọ và chúng ta sử dụng trong vòng 1 tháng, và giá của sản phẩm là 544.500 một sản phẩm cũng dùng trong 1 tháng. Và ngoài ra nếu chúng ta không có điều kiện để sử dụng những sản phẩm đấy thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm trà gan cũng thải độc tố ở cấp tế bào, các bạn có thể dùng mỗi ngày một gói với giá 112.500 cho 1 tháng. Đây là một cái sản phẩm các bạn có thể dùng thường xuyên cho gia đình, bởi vì giá không quá là đắt thì chúng ta nên lựa chọn để sử dụng cho gia đình phòng bệnh, bởi vì chúng ta phải đi theo cái cơ chế là phòng bệnh và hơn là chữa bệnh, bởi vì khi chúng ta bị bệnh rồi thì cái khả năng của bệnh kéo dài hơn rất là nhiều và tốn kém rất là chi phí rất nhiều, thì chúng ta nên trích một cái phần chi phí trong gia đình của chúng ta để phòng bệnh. Nếu như các bạn thấy cái video của mình thực sự là có ý nghĩa và có nó quan trọng đối với tất cả mọi người, thì các bạn sẽ chia sẻ cái video này với tất cả những người xung quanh của chúng ta để mọi người có thể tiếp cận được với cái phương pháp phòng bệnh này. Mình thấy là vô cùng hiệu quả và giá cả thì thực sự là rất hợp lý. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Siberia đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn, rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc. Lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì dày hàng mét. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Mùa hè ở Siberia chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nhiệt độ mùa hè cũng có thể dậy tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên, mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ, bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia, đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Rất nhiều loài thảo mộc hoang dại, độc đáo và phong phú, mang trong mình sức mạnh của thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt và sơ khai. Hàng nghìn năm qua, các thầy lang địa phương đã biết về sức mạnh có 102 của các thảo mộc Siberia. Còn trong thế kỷ 20,
chúng đã được các nhà khoa học quan tâm. Chính thảo mộc Siberia đã được sử dụng trong quá trình huấn luyện những nhà du hành vũ trụ đầu tiên, chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ. Ngày nay, trên toàn thế giới, người ta đã biết đến những tính năng độc đáo của thảo mộc Siberia. Tập đoàn Sức khỏe Siberia, một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Và đã gần 20 năm qua, phần lớn các sản phẩm được sản xuất tại chính nơi đây, tại trung tâm Siberia. Và từ những loại thảo mộc này, điều này tạo cơ hội cho chúng tôi đưa một cách trọn vẹn tất cả sự trong lành, tự nhiên và sức mạnh của thảo mộc Siberia vào sản phẩm của mình. Nhà máy đó là những cơ sở sản xuất với thiết bị hiện đại nhất và đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là trung tâm khoa học sáng tạo, phòng thí nghiệm riêng, các công thức bản quyền độc đáo và trung tâm hậu cần rộng lớn. Một trong những nơi cuối cùng trên hành tinh, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được nét sơ khai và chưa bị nền văn minh chạm đến. Và Tập đoàn Sức khỏe Siberia đang làm tất cả những gì có thể để bảo tồn thiên nhiên hoang dã của Siberia. Chúng tôi đã sáng lập ra quỹ Thế giới xung quanh bạn. Mục tiêu chính của quỹ là hỗ trợ hoạt động bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên tại Siberia. Cùng với đó, quy trình sản xuất và các sản phẩm đáp ứng hoàn toàn những tiêu chuẩn sinh thái khắt khe nhất, làm sạch không khí và nước sử dụng trong sản xuất các sản phẩm, sử dụng vật liệu có tính phân hủy sinh học trong sản xuất bao bì sản phẩm, không sử dụng các chất phụ gia nhân tạo trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không bổ sung sunfat, phthalate, paraben, dầu khoáng và các chất tạo màu, tạo mùi tổng hợp trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Và những trung tâm giới thiệu sản phẩm như thế này của Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã được khai trương tại các thành phố khác nhau ở 25 quốc gia trên toàn thế giới. Bất kỳ ai đang tìm kiếm trong mình những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và sinh thái sạch, nhất định sẽ tìm thấy nơi đây một sản phẩm nào đó cho bản thân mình. Đã gần 20 năm, khách hàng tại các nước khác nhau trên thế giới đã sử dụng các sản phẩm thiên nhiên của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Bởi vì họ nhận thấy kết quả tốt, bởi vì họ tạo nên các mối quan hệ gắn kết, và bởi vì họ cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên Siberia.